bác có thể là cho con biết tên tuổi đầy đủ của bác không ạ? Rồi, tên của bác là Phan Thành Bảo. À, năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ? Bác năm nay là 9 tuổi đẻ, 65 tuổi rồi. Dạ, địa chỉ nhà mình cụ thể ở đâu ạ? 21 trên quốc lộ 61, ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Vâng ạ, bác đọc cho con số điện thoại liên lạc nhà mình được không ạ? Số điện thoại là 071 0711 3848 3951081. Vâng ạ. Thì vào giữa năm 2006 thì bác bị cái bệnh do cái vấn đề mà ăn uống thì làm sao mà ăn ra rất là nhiều, mà lại ngủ đêm thì nó khát nước, mà đêm đi tiểu là 5-7 lần. Thế bác thấy nó cũng kỳ, vì người đang khỏe mạnh mà lúc bấy giờ trọng lượng của bác cân là đúng 70 kg, mà từ hồi nào giờ là bác 70 kg. Thì thấy nó kỳ quá thì bác ấy bảo là họ nói với các con là sao bây giờ ba ngày nó ban đêm nó triệu chứng vậy mà ăn nhiều mà nó khát nước chứ lắm. Thì tụi nó khuyên là đi khám bệnh, thì bác khám ra bệnh viện của đa khoa của tỉnh ấy, nó khám nó xét nghiệm, nó nói là ông bị tiểu đường tuyếp 2. Thế thì bây giờ nó đưa lên cân nhá, thì từ chỗ bác 70 kg mà nó cân còn có là 49 kg 5 thôi, nó suốt cỡ đó rồi. Suốt thế là cũng gần 20 kg rồi. Tức là bác về sau khi cân khám xét nghiệm xong ngoài đó thì bác cái tư tưởng của bác ấy là bắt đầu thấy bi quan. Thì nó mắc cái bệnh này là thấy bi quan, rồi bác sĩ cấp thuốc cho uống, uống đủ mọi thứ, được cứ kiêng nọ kia, người ta dặn mình, người ta phát cho mình cái cuốn sổ để mình theo dõi bệnh hoạn, rồi ăn uống hàng ngày sinh hoạt như thế nào. Thì từ đó cho đến giờ thì bác vẫn là uống thuốc của bệnh viện hàng tháng hàng ngày, là bệnh viện nó cung cấp thuốc cho bác uống. Thì uống vào tháng 3, là đầu tháng 3, cuối tháng 2, đầu tháng 3 thì bác khám và đi xét nghiệm một lần nữa, thì bác sĩ nói là ông nó suy thận. Suy thận rồi, không biết là suy thận. Thì bây giờ bắt đầu là chuyển sang suy thận. Trước hết là người 70 tuổi thì về mặt cấu trúc của cơ thể thì nó cũng đã có những cái lão hóa, đặc biệt là cái chức năng của thận. Thì cái người 70 tuổi thì thường là cái chức năng cô đặc nước tiểu về ban đêm nó giảm rồi. Cho nên ngoài 60 tuổi thì các cụ dậy đi tiểu đêm là chuyện bình thường, bởi vì nếu như cái người mà khỏe mạnh bình thường ấy thì ban đêm cái lượng nước tiểu chỉ bằng 1/3 so với cái lượng nước tiểu ban ngày. Cái bàng quang có thể chứa được khoảng 300 ml nước tiểu. Nếu bây giờ cái chức năng cô đặc, tức là sau khi mà nó lọc rồi thì nó có tái hấp thu nước, thì cái người trên 70 tuổi thì cái chức năng của ông thận đã kém, cho nên cái lượng nước tiểu ban đêm nhiều, cho nên người ta hay đi đại đêm, và cuối cùng có thể dẫn đến cái giảm các cái chức năng chung của thận. Thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như đã có suy thận mãn tính thì thường nó có tăng huyết áp, mà tăng huyết áp thì làm tăng cái gánh nặng cho tim. Và khi mà tim nó làm việc với một cái gánh nặng kéo dài thì cuối cùng dẫn đến suy tim. Uống thịt vũ ý, uống ít thịt vương đó. À, ít thận vương đó thì bác biết ít thận vương này là do đâu đó hả? Do bởi vì gia đình ấy là có là đăng ký bán đó. À, chị Trang à, nó, là chủ nhà thuốc về, là những con thuốc, con gái bác. À, những thuốc về là bác đều tham khảo đọc cho xem là nó như thế nào. Dạ. Thì thấy đọc nó có quảng cáo thì nó bảo như là kệ đi, bây giờ tốn kém bao nhiêu thì cứ mình cứ thử xem nó như thế nào. Dạ. Thì bác ấy là bệnh viện là một mặt nó cấp thuốc cho bác uống, bác dạ. Chích rồi một mặt nữa là nó bảo là bây giờ phải chích cho nó nâng đỡ cái thận. Dạ. Thì bác bắt đầu thấy hoảng quá, về bác không chích vâng. Mà
đúng là chỉ cái lấy thuốc thích thì vừa nó uống, bây giờ uống dồn dập theo đúng cái hướng dẫn của toa thuốc. Cái thứ hai nữa là nếu mà sử dụng ít thận vương thì tôi nghĩ rằng những cái thành phần từ cao dành dành này, từ đan sâm này, từ hoàng kỳ này, trầm hương rồi bạch phục linh rồi dâu mèo rồi linh chi đỏ rồi là coenzyme Q10 thì nó có giúp cho cái việc mà tăng cường chức năng của thận, cải thiện các cái triệu chứng mà suy thận gây ra, do chuyện gây ra, thì nên sử dụng ít thận vương, ít nhất cái thời gian sử dụng phải là 6 tháng thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn bạn nhé. Thì cứ nếu mà có khả năng ấy, thì mình ngày uống 4 viên, mỗi lần 2 viên thôi, nhưng mình không có khả năng thì mình uống là 3 viên buổi sáng, 2 viên trước ngày ăn 30 phút hoặc sau ăn 30 phút. Đấy. Thì mình cứ uống như vậy một ngày, mình uống liên tục 2 lần như thế. Đấy. Kèm cái thuốc là đường của mình, để nâng cái thận lên. Dạ. Để nâng cái thận lên thì bác uống là 15 ngày. 15 ngày. 15 ngày thì đã thấy nhiều thuốc rồi. Bác cứ ra xét nghiệm lại, bác sĩ mời bác sĩ xét nghiệm lại nữa, bệnh viện cho xét nghiệm lại nữa. Thì nói bây giờ là theo cái tấm này của bác nó giảm được 10 phần, nó giảm được 3 phần rưỡi. Với lại cái này nữa, tại vì nếu như trường hợp mà những cái người gia đình ví dụ như có thể là người ta khó khăn thì có thể ta uống xong hết cái này là ta nghỉ. Nhưng mà gia đình này vẫn tiếp tục cho bác trai uống. Vâng ạ. Bác trai không cho nghỉ. Lại là bác trai vẫn còn uống đúng không ạ? Thật ra mình cũng nên uống vì mình vẫn còn cái bệnh tiểu đường. Mà khi nào còn cái bệnh tiểu đường nó phục hồi được cái thân rồi, nên là mình mừng rồi.